Chào các bạn. Trong tuần trước, bọn mình đã trao đổi với các bạn về căn bệnh thoát vị hoành. Đây là một căn bệnh mà rất là thường gặp. Hầu hết những người bị trào ngược dạ dày thực quản đều bị thoát vị hoành ở một mức độ nào đó. Nhưng vì chúng ta không để ý nó và chúng ta không quan tâm tới nó, cho nên chúng ta không chẩn đoán ra được bệnh này. Hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn thật kỹ hơn nữa, chuyên tâm về vấn đề nội soi để chẩn đoán căn bệnh thoát vị hoành này. Và bọn mình cũng sẽ lấy những cái ví dụ minh họa vừa có thoát vị hoành và vừa có những cái tổn thương thực thể ở thực quản của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Bình thường, cơ thắt dưới thực quản và dạ dày luôn nằm trong ổ bụng ở phía dưới ở cơ hoành. Cơ thắt dưới thực quản nó có chiều dài khoảng 2-4 cm. Và trên của nó tương ứng với khe thực quản của cơ hoành và dưới của nó tương ứng với đường Z hay là ranh giới của biểu mô trụ của dạ dày và biểu mô vảy của thực quản. Trên hình ảnh nội soi bình thường, chúng ta thấy rằng cái vòng có một vòng thắt hẹp. Đây nó tương ứng với khe thực quản của cơ hoành. Phía dưới của nó chính là đường Z, là ranh giới của biểu mô trụ của dạ dày, nó có màu hồng đỏ. Phía trên đó là biểu mô vảy của thực quản, nó có màu trắng nhạt. Đây là hình ảnh nội soi quạt ngược. Chúng ta thấy rằng tâm vị nó đóng kín. Đây là một trường hợp mà nội soi quạt ngược bình thường khác. Vùng tâm vị tương ứng với đường Z, nó đóng kín. Đây cũng là một trường hợp khác bình thường. Nội soi quạt ngược, tâm vị đóng kín. Còn đây là một trường hợp nội soi từ trên xuống. Bình thường, chúng ta thấy rằng vùng thắt hẹp này nó tương ứng với khe thực quản của cơ hoành. Và đường Z nó nằm ở dưới cái khe hẹp này. Đây là một trường hợp mà bình thường khác soi từ trên xuống. Chúng ta thấy rằng là đường Z nó luôn nằm dưới khe thực quản của cơ hoành. Trong điều kiện bệnh lý, tâm vị là một phần của dạ dày, nó chui qua khe thực quản của cơ hoành lên trên lồng ngực, gây ra tình trạng bệnh lý thoát vị hoành. Khi nội soi nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy hình ảnh đường Z bị kéo lên trên cao so với khe thực quản của cơ hoành. Đây là hình ảnh đường Z, ranh giới giữa biểu mô trụ và biểu mô vảy. Nó đã bị kéo lên trên cao so với khe thực quản của cơ hoành. Đây là một ví dụ rất là rõ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh đường Z, nó đã bị kéo lên trên cao so với khe thắt hẹp ở phía dưới. Trong đại đa số các trường hợp, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh khối thoát vị với hai vòng thắt hẹp. Vòng thắt hẹp phía trên nó tương ứng với đường Z hay là tâm vị hay chính là cái cơ thắt dưới của thực quản. Còn vòng thắt hẹp thứ hai nó chính là cái vị trí tương ứng với lại khe thực quản của cơ hoành. Chúng ta để ý rằng vòng thắt hẹp này nó sẽ thay đổi theo nhịp thở của người bệnh. Đặc biệt là khi mà chúng ta bảo người bệnh khịt mũi thì hai cái trụ của cơ hoành nó sẽ ép sát vào thực quản. Chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh trên nội soi rất là rõ. Đây là một ví dụ rất điển hình, chúng ta thấy rằng khe thực quản của cơ hoành nó thay đổi theo nhịp thở. Và phía trên này nó là vòng thắt hẹp do cái đường Z hay là vòng tâm vị. Khối thoát vị nó sẽ nằm ở giữa hai cái vòng thắt hẹp này. Đây là một ví dụ khác, chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái khe thực quản của cơ hoành nó đóng không kín và nó thay đổi theo nhịp thở của người bệnh. Niêm mạc ở hồng phía trên nó chính là niêm mạc của dạ dày, nó đã thoát vị lên phía trên và cả đường Z nó cũng đã thoát vị lên phía trên. Đây là hình đường Z có những cái tổn thương trợt đỏ của viêm thực quản trào ngược. Bọn mình sẽ trình bày kỹ với các bạn ở trong phần sau. Khi soi quạt ngược, chúng ta thấy rằng ở vị trí giải phẫu bình thường của tâm vị, nó sẽ được thay thế bởi khe thực quản của cơ hoành. Khe này nó sẽ đóng không kín và chúng ta sẽ quan sát thấy tâm vị và niêm mạc dạ dày nó sẽ chui qua khe này lên trên lồng ngực. Đây là một ví dụ về thoát vị hoành trượt khi soi quạt ngược. Chúng ta thấy rằng ở vị trí tương ứng với tâm vị, đó chính là khe thực quản cơ hoành, nó đóng không kín, đường Z và niêm mạc dạ dày nó dễ dàng thoát vị chui qua khe này lên trên thực quản. Đây là một ví dụ khác rất là điển hình về thoát vị hoành trượt khi soi quạt ngược. Chúng ta thấy rằng là vùng khe thực quản này nó đóng không kín. Đường Z là ranh giới giữa biểu mô trụ màu hồng nhạt của dạ dày và biểu mô vảy có màu trắng nhạt của thực quản. Đường Z này nó bị kéo lên trên cao qua khe thực quản của cơ hoành này, cùng với niêm mạc dạ dày nó cũng thoát vị lên trên lồng ngực. Ta nhìn thấy rất rõ đường Z này.
Và khe thực quản này nó thay đổi theo cái nhịp thở của người bệnh, chúng ta quan sát thấy rất là rõ ràng. Đây là một ví dụ khác cũng tương tự, rất là điển hình. Khe thực quản đóng không kín, và cái niêm mạc của dạ dày cũng như là đường rét nó đã thoát vị chui qua cái khe thực quản này lên trên lồng ngực. Khe thực quản này nó thay đổi theo nhịp thở của người bệnh. Và nhìn thấy rất rõ đường rét nó đã kéo lên trên cao. Đây là một ví dụ tương tự, chúng ta thấy rằng khe thực quản này nó thay đổi liên tục theo nhịp thở của người bệnh. Ngoài ra thì bên dưới nó còn một polyp nhỏ, chúng ta có thể quan sát thấy. Bình thường, các thắt dưới thực quản luôn nằm ở trong ổ bụng, ở dưới cơ hoành. Nó luôn đóng chặt, chỉ mở ra cho thức ăn đi vào, rồi lại đóng chặt lại. Trong những điều kiện bệnh lý, tâm vị cùng với cơ thắt dưới và niêm mạc dạ dày chui qua khe thực quản lên trên lồng ngực gây ra tình trạng thoát vị hoành. Tại đây, áp lực âm của lồng ngực nó sẽ làm cho dịch axit ở dạ dày dễ dàng trào ngược lên trên thực quản. Và lâu ngày nó gây ra một loạt các cái tổn thương thực thể ở trên thực quản, đó là cái trường hợp viêm thực quản trào ngược. Chính vì vậy khi các bạn soi dạ dày mà thấy một trường hợp viêm thực quản trào ngược thì các bạn hãy để ý kỹ đến cái vấn đề thoát vị hoành. Bởi hầu hết các trường hợp trào ngược dạ dày thực quản mà đã có biến chứng viêm thực quản trào ngược thì đều có thoát vị hoành. Đây là một trường hợp thoát vị hoành trượt. Chúng ta thấy rằng khe thực quản nó không kín và đường rét bị kéo lên trên cao, có trượt đỏ dưới 5 mm. Tương tự như vậy, đây cũng là một trường hợp thoát vị hoành trượt, có trượt đỏ dưới 5 mm, và đây cũng là một trường hợp viêm thực quản trào ngược độ A theo phân loại của Los Angeles. Tương tự như vậy, các bạn có thể nhìn thấy đường rét nó bị kéo lên trên cao với khe thực quản của cơ hoành và có trượt đỏ kích thước dưới 5 mm, và 2-3 trượt đỏ dọc theo các nếp niêm mạc của thực quản. Đây là viêm thực quản trào ngược độ A. Tương tự như vậy, trường hợp này thoát vị hoành trượt, đường rét nó bị kéo lên trên cao và nó có trượt đỏ dọc theo các nếp thực quản kích thước dưới 5 mm. Đây là một trường hợp thoát vị hoành trượt, các trượt đỏ nó kích thước trên 5 mm và nó không liên tiếp nhau giữa các nếp niêm mạc. Và đây là một trường hợp viêm thực quản trào ngược độ B. Tương tự như vậy thì đây cũng là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt, đường rét bị kéo lên trên cao. Và nó có trượt đỏ kích thước trên 5 mm dọc theo các nếp niêm mạc của thực quản. Tương tự như vậy thì đây cũng là một trường hợp thoát vị hoành trượt, các cái trượt ở trên các nếp niêm mạc thực quản kích thước nó trên 5 mm và nó không liên tiếp nhau. Đây cũng là một trường hợp thoát vị hoành trượt, đường rét bị kéo lên trên cao cách khe thực quản cơ hoành và có những trượt đỏ kích thước trên 5 mm không liên tiếp với nhau giữa các nếp niêm mạc. Đây cũng là một trường hợp mà có rất là nhiều trượt nó dọc theo các nếp niêm mạc
có thoát được hành trường. Đây là một trường hợp mà chúng ta nhìn thấy thoát vị hoành rất là điển hình. Đường rét bị kéo lên trên cao cách cái khe thực quản của cơ hoành trên 2 cm, có nhiều cái chợt đỏ dọc theo các nếp niêm mạc thực quản và nó đã có liên tiếp với nhau giữa hai nếp niêm mạc ở phía dưới. Đây là một trường hợp mà rất là điển hình của thoát vị hoành trượt. Khe thực quản đóng không kín và đường rét này cũng là phòng thắt hẹp thứ hai, có nhiều trượt đỏ dọc theo các nếp niêm mạc kích thước trên 5 mm và nó liên tiếp với nhau. Đây cũng là một trường hợp viêm thực quản trào ngược độ C. Đây cũng là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt. Đây là khe thực quản cơ hoành nó đóng không kín, đường rét nó đã thoát vị lên trên cao. Và chúng ta thấy rằng cái khe thực quản của cơ hoành này nó thay đổi theo nhịp thở. Trên đường rét này có rất là nhiều những cái chất đỏ dọc theo các nếp niêm mạc thực quản và nó đã liên tiếp với nhau. Tuy nhiên là nó vẫn chiếm dưới 75% khẩu kính của thực quản. Chúng ta thấy rằng những cái điểm liên tiếp nhau giữa các cái nếp niêm mạc rất là rõ. Đây cũng là một trường hợp viêm thực quản trào ngược độ C theo Los Angeles. Đây cũng là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt rất là rõ và có viêm thực quản trào ngược độ C, thậm chí có cả những cái điểm xuất huyết, có những cái cục fibrin, những cục máu đông bạc. Đây cũng là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt. Chúng ta thấy rằng là khe thực quản nó đóng không kín và đường rét kéo lên trên cao này, có những cái trượt mà nó liên tiếp với nhau trên hai nếp niêm mạc. Kích thước của các trượt này nó sẽ trên 5 mm. Đây cũng là một trường hợp là thoát vị hoành trượt có viêm thực quản trào ngược độ C. Còn đây là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt có biến chứng viêm thực quản trào ngược độ D. Các cái trượt đỏ nó liên tiếp với nhau chiếm hết cả chu vi khẩu kính của thực quản.